Hello anh em. Đại đại, kêu đứa nào và bật đèn ở ngoài giùm anh cái đại. Này mình mới đi mua một con này gọi là đại ca. Anh em biết tại sao gọi là đại ca không? Con này đại ca này vì nó già lắm à. Con này là CB Prod à, rất là hiếm. Mà đọc một cái là xe hải quan chính ngạch luôn mới ghê chứ. Xe này nó sản xuất từ năm 1998, 1990 gì đó cho tới 1994, 1995. Mình biết trong cái khoảng đó thôi chứ không có chắc chắn nha. Tại cái con xe này nó khá già và nó không có phổ biến giống như CB400. À, con này là một con độc lạ. Nó ít hơn cái con CB400 rất nhiều. À, thì mình không có nắm chắc chắn đâu, giống như những cái người anh mà trong cái thế hệ mà phải tầm 7x, 8x á. Đó, tầm 7x mà trong cái thời khoảng 7x á, trong cái thời điểm mà con xe này ra mắt là năm 90, 90 mấy á, thì họ có mua những cái dòng xe này á thì họ mới nắm chính xác được. Còn mình phải nói khoảng cách cho nên anh em nghe thông cảm. Thì con xe này mình chia lại của một thằng em. Nó mang đi dọn con xe này. Con xe này nó được một cái là nó liền đồ. Xe nó liền đồ, nó đẹp. Đẹp theo kiểu dọn á nha anh em, liền lạc chứ không phải là đẹp theo cái kiểu zin nha. Đó, tại vì xe này là dọn sơn si lại hết. À, thì mình thấy nó liền lạc thôi, thứ hai máy nó cũng còn ngon. Đó, thì mình chia nó. Nhưng mà về thì lúc mình coi xe thật sự là mình không có định lấy. Thứ nhất là tại vì nó có mấy chục triệu thôi. Nhưng mà cái quan trọng là cái xe nó nằm ở cái mức dở ngương anh em. Ví dụ như về mình phải làm lại mà mình làm theo cái kiểu mình á thì mình lỗ là chắc chắn. Cho nên mình về mình cũng nói rõ với anh em nó có những tình trạng sau. Máy thì máy ngon, mình chạy từ bên bên Tân Bình về, máy ok ngon. Nó có tình trạng là sạc là đi sạc Attila. Cái bình thì bình cũ ha, hai món. Thứ ba nữa là cái quạt nó câu trực tiếp. Nhưng mà cái quạt á quạt câu trực tiếp phải coi lại cái vụ rò le. Nếu mà rò le nó còn hoạt động á, thì ok. Còn nếu mà rò le không hoạt động thì phải đi lại một cái sạc cho nó chuẩn, nó bù lại, bù đủ điện để cho nó bật trực tiếp cái quạt quạt nước mát này. Đó. Rồi làm lại linh tinh đó. Nhớt nhau rồi phải thay lại hết. Tại vì sao, mình nói chung là người ta dọn người ta, chuyện là của người ta. Còn mình á, mình về mình thích như vậy rồi, tôi mới thay nhớt mới cho nó lẹ. Người ta hỏi thay nhớt lâu chưa, giờ mình biết bao lâu. Đó. Biết bao lâu giờ không biết rồi, thôi thay nhớt mới luôn, ly quy đi cho nó ngon. Một cái bình mới. Xe này đúng ra thì đi bình IT X9 được rồi. Tại vì xe này xe xăng cơ nè. Con xe này còn ok. Thêm một số tiểu tiết nữa, giống như anh em nhìn nè. Cái ghi đông bên này nó hơi cong vô. Hơi cong vô. Người ta không có chịu đi ép ra. Cái người ta canh ăn gian để cho hai bên nó ná bằng nhau mà đâu bằng được anh em. Phải mang đi ép cái tay ghi đông này lại. Rồi anh em, xe này là chính chủ, chưa ký giấy cho ai nha. Ủa xe này tới 4 bugi hết à. Ui, xe này hai máy 4 bugi. Con này thì dễ chơi lắm anh em. Thật sự là nó hiếm. Nó một gấp, nó đáng để chơi. Cái kiểu của nó đã là dạng cà phê rồi. À quên nữa, xe này cái phục hư. Phục này nó bị hư rồi. Chán ghê á. Nè, hư sao hư nè. Cà nhịp. Ganh nhúng cái xe yên xe một cái nhanh. Em nhúng yên xe coi. Đó, trời ơi, nhúng nhẹ mà nó muốn hết cái một luôn. Mình chạy á, nó tưng nó cà nhịp này nè, mắc cười lắm. Thì để coi nếu mà mình có cái phục khác thì mình thay. Không có thì phục hồi lại. Tại vì phục mà hệ thống treo mà mình thay cái nào mà nó cùng một kích thước. Đó, mà gắn được cho nó, mà nó đời cao hơn thì nó ngon hơn thôi. Hệ thống treo đừng cần zin. Càng về sau này hệ thống treo nó càng tuyệt vời hơn nhiều, mút hơn nhiều. Ha. Đó, vậy cơ bản là vậy thôi. Rồi nó có thêm này là phải thay cộng sên rồi. Thay cộng sên Nhật mình mới ấy thôi. Sên này cũ quá. Rồi coi bố thắng thun rồi lại.
sơ sơ bấm cũng mười mấy củ, nó không biết lỗ sao đây. Nó khổ một cái vậy nè anh em. Mình thích những cái xe đời cũ. Mình thích những cái xe đời cũ mà hả, có những chiếc xe nó lưng lửng á, về dọn nó rồi bán ra sợ lỗ, chứ không phải là cái gì. Xe này nó hay lắm. Nhanh nhanh. Anh cầm quay giùm em coi, em cứ làm đi. Dạ, cảm ơn anh. Này vay hai tay mới lấy ra được. Đó. Cậu kéo được mạnh xuống mới lấy ra được. Hồi xưa người ta thiết kế xe này hay lắm. Nó có những cái chốt zin theo xe nha. Đẩy ra. Đẩy ra. Đẩy ra khóa lại. Để anh em mới làm gì? Anh em ràng. Đó, anh em móc để ràng cái túi đằng sau hoặc là ràng một cái đồi đó đằng sau. Anh em thấy nó hay không? Bốn cái móc rất là tiện lợi đó, mình cất mình không xài là mình kéo vô đóng lại đó, vậy thôi, rất hay ha. Ở trong nè cũng còn liền lạc lắm. Con xe này là đời 91-92 nha, liền lạc lắm, chỉ câu lại hệ thống điện sạc thôi cũng sạch sẽ liền lạc. À, cái giá mà mình bán á, cho chiếc Hải Quan này á, xe này để sưu tầm nha anh em. Để sưu tầm, anh em mà thích thì sưu tầm trên. Mình bán cái con xe này thì nó tầm từ 98 triệu cho tới 105 triệu. Tại vì mình chưa có làm xong, mình chưa biết, phải kiểm tra lại buji rồi hết luôn, đường nước hay nước gì, nhớt gì, phải làm lại hết. Nhiều khi phải coi lại đường thắng rồi nữa. Thắng mình đang chạy rất ok anh em. Đó. Rồi sẵn mở kiểm tra. Cái xe này cũng người ta mới dọn thôi. Mà thằng em, thằng chủ xe, thằng em này nè, thì nó có nhiều cái nó chưa có hài lòng lắm. Đó, nó bị dở ngương. Thì anh em nào thích thì mua thôi. Xe Hải Quan chính ngạch đời này chắc không có. Tại vì nó không phải là, nó chỉ là một người chơi thôi. Nó không phải là thầy thợ và nó cũng không có kinh nghiệm nhiều, cho nên nó đã đưa dọn hết mất rồi, nhưng mà người ta chỉ làm như vậy được thôi, cho nên là nó chán. Chứ còn xe thì chạy rất ok nha, xe mình chạy về tới đây thì ok, chỉ có phục à, chạy cà nhịp, nó làm cho cái sơn nó vũ, nó gằn cái xe đó, cho nên là cái phục này mà yếu á, căng dùng cái sơn đó, cho nên cái này là phải thay phục nè. Bấm sơ sơ cộng sên phục, bấm sơ sơ nãy giờ xe này làm xong chắc mười mấy hai chục vít đó. Mình mua nó 80 triệu bà, mua 80 anh em. Dọn vô bởi vậy chưa biết là mười mấy hay hai mấy đó, cho nên là bấm giá nói chung là lời vài triệu cho vui thôi. Tại vì nhìn thấy những chiếc xe mà đời cũ như vậy mà nó còn liền á, nó sạch sẽ, nó liền đẹp, nhìn nó khoái khoái. Em nhìn đường bô là bô làm lại á, đẹp ha, nổ máy nghe hay lắm đó. Quạt nó quay trực tiếp luôn, em nghe không? Còn nổ máy à, tại vì cái bình nó quay trực tiếp, mà bình cũ nó muốn hết bình, cho nên anh em thấy nhựa là do cái bình yếu nha, chứ không phải là do cái xe nó khó nổ đâu. Mình đâu có đụng tới bình xăng con, mà mình đâu có đụng tới dây ga đâu. Hay chưa nha, nhưng mà mình nhìn xe này còn liền lắm. Xi nhan đồ này kia là còn đủ hết ha, trên đồng hồ luôn. Con xe này mua chạy ok á, cái giá này đáng để chơi, đối với mình là đáng để chơi. Còn đối với anh em tùy, tại vì giá mà tầm 100 triệu giờ mua được cái N4 mà mua được cũng nhiều thứ đó, thì tùy mỗi người, mỗi cái sở thích thôi.
À, coi lại đèn trước là không có đèn nữa nè. Đúng ra công tắc này là tắt mở đèn nè, mở không được. Đó, này cốt pha đang có đèn nữa nè. Đó, phải coi lại, nhưng mà máy này dễ, không có gì khó. Quan trọng là máy móc rồi mọi thứ, máy móc còn ngon, mọi thứ còn liền lạc là được. À, máy cũng dọn, ốc vác cũng sạch sẽ, đẹp đẽ. À, xe này tính ra cũng còn zin á. Nếu mà để lúc zin làm vừa vừa thôi, nó lại hay, nó sẽ đẹp hơn. Còn này sơn lên dày thì nhìn nó sáng sủa thiệt, nhưng mà đối với mình là mình không thích. Thà nó cũ cũ vậy đó, nó xấu xấu vậy đó. Vậy mà mình thích. Mỗi người một sở thích thôi. Cho nên tùy anh em nào thích thì lụm, thích thì thôi. À, xe là hải quan chính ngạch nha, đời 92. Rồi, cảm ơn anh em.